chỉ muốn cất tiếng nói cho bao đam mê đang còn lẻ loi, mong cho mai sau mình luôn luôn bên nhau cùng lung linh như sao, từng lên khát khao. Có đôi khi buồn vui và phần nuôi ước mơ, có đôi khi cười ngu ngơ mà mấy ai ngờ, tất đam mê đầy trong tim, niềm tin trói chặt chờ mong vươn lên mây cao và tỏa sáng. Các trò trật tự, hôm nay thầy cho bài kiểm tra nè. Wow, mà kết lại được 10 điểm nữa kìa. Chúc mừng bồ nha. Ngưỡng mộ quá à. Sao mà 10 điểm hoài vậy? Cảm ơn các bạn, mình chỉ cố gắng từng ngày thôi, cũng may được đền đáp. Bởi vậy không có bồ. Mấy ông lãm nhảm cái gì vậy hả? Thì đúng mà, có ai dám cua mà kết đâu. Ông bà nói con gái học giỏi khó chống lại lắm. Nè, chẳng qua không thèm thôi nha. Đúng rồi đó, con trai muốn quyền mà kết đâu có ít. Ngày xưa thì nhiều, nhưng giờ thì đỡ hẳn rồi. Đây nè, lịch sử ghi lại ngày 14 tháng 2 năm rồi. Một sự kiện để đời đã xảy ra. Cái gì mà lịch sử ghi lại, các cậu nhiều chuyện ghi lại thì có. Sự kiện gì để đời vậy nhỉ? Hôm đó Kim Ngư mời mắt hết đi ăn. Không ngờ đó nha. Rồi sao nữa? Rồi hai người đi ăn kem trong im lặng. Vì mắt kết mãi đeo tay phone học ngoại ngữ. Đúng vậy đó. Hẹn nhau ra rồi ngồi học bài sao? Vậy thì ra hẹn hò chi không biết nữa. Tội nghiệp Kim Ngư quá. Chưa hết đâu. Chỉ biết tiết bên trường thì lôi sách ra giải toán. Đi coi phim thì có đèn pin học lịch sử. Bây giờ thì cả trường đều biết Marcus là cô nàng khó gần rồi. Hay, không giỏi mà không ai dám tới gần, thật là bi kịch. Sao mà lại không dám tới gần? Đừng có nghe anh em song tử nói. Dù sao vẫn còn mình chơi với cậu nè Marcus. Số mình phải ở giá suốt đời sao? Hồng Giang Hai Cốt, 99 tuổi, vẫn độc thân. Cái hiếp độc thân thật tệ luôn. Không, không có chuyện đó đâu. Bà đừng có lo, đúng là không có chuyện đó thật. Chỉ là ví dụ minh họa thôi. Vì có một người học giỏi như bà mà còn bồ kết bà nữa. Quan trọng là người ấy là con trai đó nha. Wow. Ai vậy? Sao mình không biết? Là Bảo Bình đó. Trà hôm nay nóng như hôm qua. Tôi thích nhất là dạng con trai ăn mặc cổ hủ, tính tình bảo thủ. Suốt ngày ra bẫy như ông cụ non, ta đây biết hết. Làm bà kiểm tra luôn điểm cao, nhưng thật ra chỉ nhờ may mắn thôi. Có chuyện gì vậy? Tôi không phải. Là sao? Tự nhiên sấn tới là người ta xối xả vậy? Chẳng lẽ cậu không biết gì hết sao? Biết cái gì? Thì chuyện Marcus đang cạnh tranh vị trí số 1 trong lớp này với cậu đó. Vị trí số 1 hả? Đi học hay là đi thi đấu vậy trời? Chứ sao nữa, lâu nay hai người luôn được điểm 10, luôn đồng hạng nhất, nên Marcus muốn vượt qua. Thì ra là vậy hả? Nhưng mà có qua được đâu, 10 phẩy là hết cỡ rồi. Ừ, sao cho điểm hơn được nữa chứ? Cho nên Marcus mới nổi điên lên khi biết đối thủ đó quay lại thích mình đó. Cậu đừng có buồn, mình trải qua nhiều cho nên hiểu lắm. Không phải đâu, tôi nghĩ đó là tâm trạng mất kiểm soát khi yêu đó. Sách nói nè, khi yêu con gái thường dễ mất kiểm soát. Ra là vậy, mình hiểu rồi. Lại là hai cậu đồ mình thích ba kết nữa phải không? Nóng. Nói chung là ma kết kiêu ngạo lắm, không dễ gì chấp nhận một người như Bảo Bình đâu. Tôi học giỏi cũng là điểm trừ nữa hả? Ma kết ơi, cho tôi hỏi cái này chút nha. Đáp số đó, đừng có quấy rầy tôi nữa. Bà! Trời ơi, cái bài không thèm nhìn luôn sao? Sao mà siêu quá vậy? Chia sẻ cho mình phương pháp học với, làm ơn đi. Phương pháp gì đâu, một ngày mình học có 25 tiếng à. Nhưng mà một ngày có 24 tiếng thôi mà. Bộ học công thời gian luôn hết trời. 25 tiếng một ngày, kinh khủng thật.
phải cố gắng vượt qua Bảo Bình. Chỉ như vậy Bảo Bình mới tự hổ thẹn mà tránh xa mình ra, không thích mình nữa. Thở giá suốt trời còn hơn là để tên đó của mình. Trời đang nắng mà sao ớn lạnh vậy ta? Quyết định rồi, kế hoạch đây, sáng học, trưa học, chiều học, tối học, ăn cũng phải học, tắm tắm nào, rửa sinh cũng phải học, đi chơi cũng học. Trời ơi, nhìn mà kết kìa, xuống sặc quá. Sao khổ vậy trời? Tự nhiên hành xác. Thôi đi đi, đừng chọc cậu ấy nữa. Mắt công mắt kết nổi điên lên đó. Chẳng bù cho sông ngư, đúng là cuộc sống. Có người ra sức học điên cuồng, lại có kẻ chỉ toàn nghỉ học ở nhà ngủ. Không phải như vậy đâu. Ủa, chứ sao cậu ấy không đến lớp? Sông ngư nhìn ma kết học dữ quá mà sinh ra chóng mặt nhức đầu, xuống phòng y tế nằm mê man luôn rồi. Bài của Bảo Bình đây, 10 điểm, giỏi lắm. Wow, Bảo Bình được 10 điểm nữa kìa. Wow, chúc mừng Hoài chắc đâu có vui ha. Để coi ma kết bao nhiêu, 9 điểm là có án mạng á. Bài của ma kết đây, 10 điểm, trò làm tốt lắm. May quá. Tại sao chỉ có 10 điểm? Tại sao không có thang điểm 10 mà? Tại sao? Trời ơi! Tại sao? Tại sao? Tại sao một kẻ suốt ngày chỉ ngồi chơi xơi nước đàn đứng đùa giỡn lại có thể học ngang mình? Mình phải học nhiều hơn nữa sao? Trời! Mà kết tính mở thư viện luôn hả trời? Nghe đồn cậu ấy mượn 1/3 sách của thư viện luôn á. Nhìn muốn ôi quá. Em mới nuốt vô nè. Sao đọc nổi không biết. Dù hay hát nhưng mà không có hát hay, nên đâu phải ước mơ là được ngay. Nhiều ước muốn không có gì là sai, nhưng mà cố chấp quá nên thành đã ăn hại. Thích kết bạn nhưng mà lại tính toán, chơi như vậy bạn thân mấy cũng toàn. Chung một lớp thì mình phải đàng hoàng, cùng nhau đoàn kết là bé khỏe bé ngoan. Có đôi khi buồn vô và phần nuôi ước mơ, có đôi khi cười ngu ngơ mà mấy ai ngờ. Bắt tan đầy đầy trong tim, niềm tin trói trang, chờ mong vươn lên mây cao và tỏa sáng. Trưởng thành để thấy thế giới chẳng ai như ai, tạo thành mảnh ghép gắn kết ngày đêm xa vời. Đừng để ngày tháng cuốn mất tự do trong tay, còn chờ gì hãy bước đến và tung cánh bay. Thành để thấy thế giới chẳng ai như ai, tạo thành mảnh ghép gắn kết ngày đêm sai.